bạn thi phanh phui thu hoài mùa giải Hoa hậu 100.000 USD. Vừa đặt chân tới cuộc thi, Diễm Kiki được bầu show Minh Chánh mời chào mùa giải Á hậu vì ngôi vị Hoa hậu đã có người đặt cọc. Những ngày qua, Thu Hoài bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng tố Vi Oanh, hét giá cát xê, vu khống cô tạt mắm tôm vào cửa hàng trà sữa của Phạm Hương, vân vân. Sau đó không lâu, tin nhắn được cho là của Thu Hoài và một nữ ca sĩ bị nộ. Nội dung cuộc trò chuyện bàn về một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tên Thái. Trong đó, tài khoản mang tên Thu Hoài hé lộ bác sĩ này có sở thích tình dục thác loạn, ham mê tổ chức tiệc sex tại gia, thậm chí từng nhờ vả người thân cận mời bằng được làm diễn viên Việt kiều đình đám KN dự bữa tiệc 50.000 USD, trong đó có sự tham gia của những hot girl nóng bỏng. Cho tới tối ngày 9 tháng 7, bác sĩ Chiêm Cố Thái đăng đàn chỉ trích danh Thu Hoài, viết tin nhắn bôi nhọ mình. Chiêm Cố Thái khẳng định mình không hề tổ chức tiệc sex nào theo như nội dung tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời tuyên bố khởi kiện Thu Hoài vì dựng chuyện sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của anh. Giữa thời điểm đời tư liên tiếp gặp sóng gió, Thu Hoài mới đây bị đào mộ, nghi vấn mua giải Hoa hậu, nguyên nhân xuất phát từ những đoạn bình luận của một số nhân vật trong giới giải trí, nội dung lấp lửng về điều này. Trước đó, Thu Hoài từng đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012. Ngoài ra, nữ CEO cũng nhận được thêm hai giải phụ là Hoa hậu ảnh và Hoa hậu ứng xử hay nhất. Tìm hiểu thêm về câu chuyện đã liên lạc với Diễm Kiki, một trong những thí sinh tham gia cuộc thi năm đó với Thu Hoài. Theo Diễm Kini chia sẻ, cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 chỉ có 12 đến 13 thí sinh dự thi. Sau khi tin đồn mua giải râm ran, nhiều thí sinh vì quá chán nản nên đã bỏ thi. Vì vậy, tổng số thí sinh tham gia chỉ còn 8 đến 9 người. Trong thời gian tập chương trình được khoảng 3 đến 4 ngày, bầu show Minh Chánh liên tục gọi điện, nhắn tin cho Diễm Kini mời chào mua giải Á hậu. Theo ông Chánh nói với Diễm Kini, ngôi vị Hoa hậu đã có người đặt cọc nên chỉ còn suất Á hậu mà thôi. Tuy nhiên, Diễm Kini sau đó đã từ chối vì chỉ muốn đi thi có giải để lấy danh tiếng và làm từ thiện, giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh giống mình. Khi tập chương trình được 3-4 ngày thì bầu show Minh Chánh liên lạc với tôi để chào mua giải. Minh Chánh nói giải Hoa hậu đã có người mua rồi, chị mua giải Á hậu đi và níu kéo tôi mãi. Tôi không chịu mua và nói thẳng đã qua đây rồi, lỡ thì thi chứ không mua Chánh ơi. Khi nghe lùm xùm mua bán giải, tôi có hỏi Chánh giải Hoa hậu bán giá bao nhiêu thì được tiết lộ giá 80.000 USD, nhưng có người chắc chắn mua rồi. Cũng trong quãng thời gian tập luyện, có một số người hỏi tôi về chuyện tôi mua giải Hoa hậu nhưng tôi phủ nhận, nói thẳng mình không mua. Tôi biết rõ, thực ra đó là cái trò của Minh Chánh muốn đẩy giá lên cao hơn nữa, vì khi ấy Thu Hoài đã đặt cọc rồi, Chánh cố tình đưa tôi vào cũng chỉ vì muốn tăng giá hơn thôi, Diễm Kini kể lại với báo chí. Diễm Kini còn cho biết trong đêm chung kết, Thu Hoài liên tục nhìn mình và nói, nếu chị có giải đi thi về Việt Nam làm từ thiện cũng tốt, em thấy chị cũng muốn làm từ thiện. Đặc biệt, Diễm Kini tiết lộ thời điểm trao giải, Thu Hoài bị bầu show Minh Chánh hét thêm 20.000 USD, từ 80.000 USD lên tới 100.000 USD, nhưng doanh nhân này vẫn chấp nhận. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.